Thời gian làm quản gia trang trại gà cho Sinh Phênh, An Lém được ông trùm ma túy đối đãi tử tế và tin cậy tuyệt đối. Ban đầu, khi nghĩ rằng Sinh Phênh đã hoàn lương, chăm lo làm ăn, An Lém mới yên tâm lưu lại trang trại giúp việc đàn anh. Thế nhưng sau khi biết được Sinh Phênh vẫn ngựa quen đường cũ, thậm chí còn là ông trùm ma túy khét tiếng đất Lào, thì An Lém hoảng hốt thật sự. Anh ta càng bất an hơn khi Sinh Phênh không cần giấu giếm, mà thẳng thắn đề nghị An Lém gia nhập đường dây của mình. An Lém không muốn phạm pháp thêm một lần nữa, nên đã tìm cớ để có thể trở về Việt Nam, thoát khỏi tay ông trùm. Anh ta đã lấy lá của một loại cây độc xoa khắp người, khiến người sưng phù lên. Khi chứng kiến An Lém trong bộ dạng đó, Sinh Phênh hốt hoảng, nghi đàn em bị trọng bệnh nên khuyên về nước chữa trị. An Lém đã thoát khỏi miệng cọp một cách êm đẹp. Sau khi thoát khỏi hang hùm, An Lém đến gặp Thượng tá Võ Trọng Hải kể lại sự tình. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Đối Mặt Sói Trắng của nhà văn Phan Thế Cải. Hải thuật lại cho đại tá Nguyễn Trọng Thường cuộc gặp gỡ với An Lém sáng nay. An Lém nhận làm em kết nghĩa với Sinh Phênh, nên hiểu rõ chân tơ kẽ tóc chuyện làm ăn như thế nào sau ngày ra tù. Hắn đã kể cho Hải biết việc hắn trốn được về quê nhờ có cây nảy voi làm bùa hộ mệnh. Đại tá Nguyễn Trọng Thường chăm chú xem hết hai băng hình. Anh bảo với Hải: "Ta sẽ gửi sớm hai băng hình này ra Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để bộ kiểm tra, thế nào họ cũng còn lưu giữ băng đĩa cũ vụ án bắt và lấy lời khai của Sinh Phênh trước đây. Với nghiệp vụ kỹ thuật, họ sẽ biết ngay thôi mà. Mình tin Sinh Phênh hành nghề lại là có thật." Sau 2 tuần lễ, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã có văn bản mật gửi về, xác định người đàn ông trong hai băng hình mà An Lém cung cấp đích thị là nhân dạng ông trùm ma túy Sinh Phênh, một nhân vật cộm cán trong đường dây Vũ Xuân Trường trước đây. Nhận được văn bản này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã báo cáo toàn bộ những thông tin ban đầu về hoạt động của Sinh Phênh cho Bộ Tư lệnh Biên phòng biết, đồng thời xin lệnh cấp trên cho phép đơn vị tổ chức xây dựng chuyên án mới. Bộ Tư lệnh sau khi nghiên cứu kỹ nội dung đã đồng ý với phương án Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh là đơn vị chủ công phá án, có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tỉnh Bô Ly Khăm Say nước bạn, nhằm tạo thêm một lực lượng hùng hậu trong lúc mai phục, vây bắt đối tượng. Bộ Tư lệnh bổ sung thêm một số cán bộ nghiệp vụ giỏi cùng tham gia phá án với mục tiêu tối thượng. Đồng chí Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh trưởng, chỉ thị cho Đại tá Nguyễn Trọng Thường trước khi đưa quân vào cuộc chiến phải đảm bảo 4 chữ bí mật an toàn. Muốn vậy, mạng lưới trinh sát phải hết sức linh hoạt, thời cơ chín muồi mới hành động. Sau gần 1 tháng rong ruổi lần tìm dấu vết ông trùm, lực lượng trinh sát Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chia ra 3 nhóm. Nhóm bám sát địa bàn thị xã Thà Khẹt, nhóm bám sát địa bàn thủ đô Viên Chăn, nhóm được tung về bản Stop Nạo, quê hương của Sinh Phênh. Lực lượng trinh sát luôn thay hình đổi dạng, khi đóng vai người đi mua than xỉ, khi đóng vai người buôn cá lang thang dọc bờ sông Mekong, có lúc trừng diện trải chuốt như những chàng trai lãng tử vào quán bar, vũ trường, song bạc, nơi Sinh Phênh và các đệ tử của hắn thường xuất quỷ nhập thần. Người ta thường bảo đi một ngày đàng học một sàng khôn. Riêng với cánh lính trinh sát Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, đi một ngày đàng là thêm một chứng cứ sống động, từ mắt thấy tai nghe, bồi chúc thêm cho mình chiến thuật phá án. Qua lăng kính người quan sát từ xa, Sinh Phênh hiện tại đã nuôi tới 100 con ngựa vằn, giải từ Thà Khẹt tới thủ đô Viêng Chăn. Gần nửa đàn ngựa vằn chưa làm công tác vận chuyển hàng trắng về Việt Nam, theo hệ thống đường thủy vào Sài Gòn, đồng bằng sông Cửu Long rồi sang Campuchia. Nhóm này được Sinh Phênh tổ chức đưa sang Thái Lan, mời võ sư luyện võ nghệ. Cả đàn ngựa vằn đều được trang bị súng đạn, dao găm và mã tấu, sẵn sàng ra tay chống trả đối phương theo luật giang hồ. Về phía bạn, Kham May, trưởng phòng chống tội phạm của công an tỉnh Bô Ly Khăm Say, đã nắm rõ phi vụ buôn lậu ma túy khủng của Sinh Phênh hơn 1 năm nay. Mặc dù Kham May và cán bộ chiến sĩ công an Lào đều có sức khỏe tốt, hăng hái, tinh thông võ nghệ, nhưng 2 lần truy kích sói trắng đều bị sổng chuồng. Lần thứ nhất, Kham May bố trí một lực lượng cảnh sát cơ động gồm 10 người kiên trì mật phục trước xuồng máy trên sông Mekong,
thường cập bến Thà Khay vào canh khuya, vận chuyển ma túy cho Tiêm Phanh từ Thái Lan về. Sở dĩ tôi ấy bị lộ vì ánh đèn rất sáng từ chiếc xuồng máy hắt lên, rọi đúng vào mặt ba chiến sĩ công an đang mai phục trên cành cây si cổ thụ. Một chiến sĩ bất ngờ nổ ba phát súng chỉ thiên cảnh báo cho xuồng dừng lại kiểm tra. Lập tức bọn chúng ném ngay hàng trắng, phi tang xuống đáy sông sâu và nã súng tới tấp chống trả lực lượng cơ động. Tuy nhiên, do tâm lý hoảng loạn nên các viên đạn đều đi chệch hướng. Ba tên vận chuyển hàng trắng người Thái đều bơi rất giỏi. Chỉ trong nháy mắt chúng đã như con rái cá lặn mất tăm. Lần thứ hai, bảy chiến sĩ trinh sát trà trộn vào ngôi nhà riêng của y tại Viên Chăn. Qua nắm được tin báo, Tiêm Phanh sẽ đưa 25 bánh heroin cho 4 người đàn ông quốc tịch Lào bay đến Sài Gòn vào lúc 3 giờ chiều. Nhưng không ngờ, khi lực lượng cảnh sát đột nhập thì chỉ thấy hai người thợ hàn đến hàn và lắp lại cánh cửa nhôm kính cho gia đình y. Mọi vật dụng của các thợ hàn và đồ đạc trong gia đình đều bị cảnh sát điều tra khám xét rất kỹ, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện được một viên hồng phiến hay một bánh heroin nào. Dầu Khăm May đã chỉ đạo cán bộ và chiến sĩ của mình tấn công, trấn áp hàng trăm vụ tội phạm trên đất Lào thắng lợi. Nhưng đối với Tiêm Phanh, ông vẫn lắc đầu ngán ngẩm. Nhiều lúc ông cảm thấy thất vọng. Không ít lần, Khăm May đã tâm sự thành thật với Thong Đen, thủ trưởng của mình. Thằng Tiêm Phanh, con sói già, đã thành con ác quỷ trăm chân ngàn đầu rồi. Nếu ta cài cắm đặc tình của ta vào, nắm diễn biến từng giờ, từng phút hoạt động của Tiêm Phanh, thì mày chi mới bắt được hắn. Nhưng khó cài lắm, vì Tiêm Phanh tìm hiểu rất kỹ về lai lịch của đối tượng. Nếu lộ diện thì nó xơi tái quân của ta mất. Thong Đen thở dài. Thế thì bây giờ ta nghĩ sao? Chẳng lẽ lại để cho Tiêm Phanh tiếp tục làm mưa làm gió, gieo rắc cái chết trắng cho đồng loại à? Một ngày chưa cho được con sói này vào bẫy, thì tôi và anh vẫn ăn không ngon, ngủ không yên. Thời gian không chờ đợi chúng ta. Anh thử nghĩ xem, có cách gì bắt gọn Tiêm Phanh không? Khắp mày bộc lộ. Theo tôi, Tiêm Phanh là một tên trùm buôn ma túy đặc biệt nguy hiểm. Hai lần ta bố trí lực lượng đánh du kích, nhưng đều đã thất bại. Tôi nghĩ Tiêm Phanh chẳng khác chi con sói đã sổng chuồng, thì mũi nó càng thính hơn khi ngửi thấy mùi lạ. Mắt nó càng tinh quái hơn khi thấy bóng dáng lạ. Chân nó càng dài hơn khi có kẻ khác tấn công mình. Vì vậy, mình không thể dương dương tự đắc, khẳng định sẽ bắt được nó. Mình xin nhường sân này cho bộ đội biên phòng Hà Tĩnh học hỏi thêm kinh nghiệm. Sắc mặt Thong Đen bỗng trở nên tươi tắn khi quan điểm của Khăm May trùng hợp với quan điểm của ông. Không phải nhường sân, mà nhất định phải nhờ lực lượng bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giúp ta phá án. Đây là vấn đề quan trọng trong chiến lược chống ma túy tại khu vực Đông Nam Á. Chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ nội dung, đệ trình lên Bộ Công an và Chính phủ Lào. Theo tinh thần hợp tác song phương toàn diện mà chúng ta đã thực hiện thành công nhiều việc lớn, lần này nếu bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đồng ý giúp ta phá án, ta sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các anh ấy trong quá trình thâm nhập với phương châm đánh chắc, thắng chắc. Sau khi lực lượng trinh sát kết thúc mọi chuyến đi dài ngày, chiều nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tổ chức cuộc họp mặt rất là bí mật với nội dung xây dựng chuyên án 432CV bắt ông trùm ma túy Tiêm Phanh. Thượng tá Nguyễn Mạnh Thường được chỉ huy trưởng mời báo cáo diễn biến hoạt động của Tiêm Phanh trong thời gian gần đây. Thường đã cung cấp đầy đủ những cứ liệu và thông tin mà anh và đồng đội đã điều tra và xác minh được. Trong chuyến đi dài ngày này, Khăm May đã đưa Thường tới tận nơi quan sát địa hình nơi con sói già Tiêm Phanh ẩn náu. Thường mở chiếc cặp sổ và đưa ra một tấm sơ đồ trải dài trước mặt bàn và nói: đây là tài liệu ông Thong Đen vừa cung cấp cho chúng tôi. Các anh cứ nhìn vào sơ đồ thì biết thằng Tiêm Phanh dựng một trang trại chăn nuôi gà để ngụy trang tụ điểm làm ăn rất kín kẽ. Bốn phía đồi núi bao bọc. Trang trại tọa lạc trên đỉnh diện tích 2 hectare. Có hai lớp tường rào, lớp tường ngoài kiên cố bằng tường xi măng cao gần 2 mét. Trên bờ tường đính những mảnh chai vỡ nhọn hoắt. Phía trong được rào kín bằng lưới thép B40. Chính giữa bờ rào trong và ngoài là hệ thống giao thông hào sâu khoảng 1,5 mét. Trang trại nuôi gà của Tiêm Phanh có 3 chiếc cổng sắt, một cổng chính và 2 cổng phụ. Chính vì vậy, lính trinh sát đặc công đột nhập trang trại của hắn cũng khó, chứ chưa nói đến dân thường.
Đại tá Nguyễn Trọng Thường nghiên cứu kỹ sơ đồ, thấy được việc đưa quân vào mật phục để bắt Siêng Phênh khi hắn giao hàng cho khách tại trang trại gà là phương án không khả thi. Nếu mình chấn áp tội phạm theo chiến thuật này rất dễ gây đổ máu. Theo cán bộ trinh sát của ta nắm được, giới dân chơi ở quán bar, vũ trường, song bạc tại thủ đô Viêng Chăn vẫn thường xài heroin và hồng phiến của Siêng Phênh tiếp ứng. Nhưng ông trùm không bao giờ xuất hiện ở các địa điểm ăn chơi này, mà thông qua một đầu mối khác. Do vậy, phương án bắt Siêng Phênh tại địa bàn Viêng Chăn rất dễ bị bại lộ. Cuộc họp đang nóng lên khi bàn phương án theo lệnh trên là đánh chắc thắng chắc theo chiến thuật của Thượng tá Võ Trọng Hải, nên dùng kế cài quân của ta vào kết bạn với ông trùm Siêng Phênh. Khi có điệp viên vòng trong thì vòng ngoài mới nắm chắc lịch trình làm ăn của đối tượng, ta mới dàn quân siết chặt vòng vây được. Đây chính là phương án tối ưu, nhưng mọi người kết bạn với Siêng Phênh biết chọn ai. Hơn 2 tiếng đồng hồ thảo luận, cả 3 sĩ quan đều đưa lên bàn cân, đều bị hạ xuống. Người trội được mặt này, người lại khuyết mặt nọ. Đại tá Nguyễn Trọng Thường chỉ huy trưởng yêu cầu mọi người phải giới thiệu cho ông một điệp viên tình báo, thu phục Siêng Phênh, đảm bảo 3 yếu tố, có hệ thần kinh thép, nói, viết tiếng Lào chuẩn, nắm bắt tâm lý, đối tượng. Suy đi tính lại, cuộc họp gần kết thúc, mọi người mới tìm ra được một nhân vật hội tụ đủ các yếu tố này. Đó là thiếu tá Nguyễn Văn Giáp. Khi thiếu tá Nguyễn Văn Giáp kết nối nhịp cầu hữu nghị với Siêng Phênh, tưởng như sẽ tốn khá nhiều thời gian và học phí mai mối, nhưng Giáp lại đến làm bạn với Siêng Phênh rất tự nhiên nhờ diệu kế của Thượng tá Võ Trọng Hải. Chả là hôm nghe An Lém kể hết mọi sự tình giữa hắn và Siêng Phênh đã gắn bó với nhau như thế nào, Siêng Phênh đã tin tưởng hắn đến mức nào. Dầu An Lém đã dùng lá nảy voi bôi vào người để đánh lừa ông trùm và đào tẩu an toàn, nhưng Siêng Phênh tin An Lém bị trọng bệnh là có thật. Đoán chắc Siêng Phênh vẫn tâm lý đêm mong ngày chờ, chuyện người ra đi đầu không ngoảnh lại. Nên Hải đã nhanh nhạy đạo diễn thêm một kịch bản mới. Sẽ có người trực tiếp đến gặp Siêng Phênh, thông báo cho gã một tin đột ngột. An Lém đã bị ung thư gan giai đoạn cuối. Về nhà được 3 tuần lễ thì mất. Để Siêng Phênh có chứng cứ tin tuyệt đối, Hải đã chỉ đạo một tiểu đội lính biên phòng và một số người thân hữu trong gia đình An Lém tham gia nhập vai màn kịch đó. Bối cảnh được dàn dựng trong một gian nhà cũ hoang vắng trên núi, đủ quan tài, hoa, di ảnh An Lém, có vợ con chiếc khăn tang, có người thân đến thắp hương với khuôn mặt buồn bã trước sự ra đi của người đàn ông trẻ bất hạnh. Toàn bộ diễn biến đó được tái hiện lại qua một tập album ảnh sẽ đưa tới cho Siêng Phênh xem. Ngoài ra còn có mật thư của An Lém gửi cho Siêng Phênh trước giờ phút hấp hối. Kể từ ngày tiễn chân An Lém ra bến xe thủ đô Viêng Chăn, đến nay đã hơn 1 tháng. Tự nhiên bật tin người em kết nghĩa, Siêng Phênh lòng dạ như ngồi trên đống lửa. Thiếu vắng An Lém, Siêng Phênh đành nhờ người cháu ruột Siêng Khổm đến thay chân. Trong thời gian hắn về quê điều trị bệnh. Cậu thanh niên Siêng Khổm mới 17 tuổi, cái tuổi nhảy tung tăng chân sáo, nhưng lại phải giam chân trong trại gà. Cậu làm sao mà chịu được? Vì thế, mỗi sáng đi dọn vệ sinh chuồng trại cùng với chị Chan Tha Lai, cậu không ngớt kêu ca nào là mùi phân gà quá hôi, nào đêm ngủ một mình buồn tê tái, nào sáng chưa kịp đánh răng đã nghe điện thoại của khách hàng, lại phải chạy bay tóc trán nhập gà cho họ. Siêng Khổm càng ngắn ngẩm bao nhiêu thì Siêng Phênh cũng chán trường với cậu bấy nhiêu, bởi cậu ta vừa vụng về vừa chảnh mảng trong công việc. Chẳng hạn như khâu dọn vệ sinh, từ máng nước đến máng đựng thức ăn, lúc nào cũng lổn nhổn bột thức ăn bám giữa lòng máng. Dùng vòi phun nước thì chảy tung tóe, khiến cô Chan Tha Lai nổi cáu, nhiều lần bắt cậu ta làm lại. Nhưng điều đáng buồn hơn, đàn gà trong khu trại chăn nuôi đang có nguy cơ tử vong cao. Ngày nào cũng có vài chục con chết. Siêng Phênh đang nghi gà mình bị nhiễm dịch bệnh. Gã đã nhờ người mua thuốc phòng dịch, nhưng chắc gặp phải thuốc dởm và không có người am hiểu về cách phòng chống dịch. Nên virus hủy hoại đàn gà vẫn tiếp tục âm ỉ phát tán. Chính vì thế, Siêng Phênh đang lo trang trại của mình có nguy cơ phá sản. Một buổi sáng tháng 4, trời quang mây tạnh, Siêng Phênh đang dẫn 2 người bạn Thái Lan vào một quán phở ngon tại đỉnh chợ Viêng Chăn, điểm tâm. Và dù gì bàn chuyện làm ăn thì chuông điện thoại di động bỗng réo lên. Siêng Phênh vội vàng nhấc máy lên nghe,
Tiếng ồm ồm của thằng cháu siêu khổm vọng vào tai. Bác về nhà gấp, có một người đàn ông từ Việt Nam sang muốn gặp bác. Siêng Phênh tắt máy ngay, tiếp tục giữ phép lịch sự với khách trong quán phở. Nhưng sự nghi ngờ của y tự nhiên trỗi dậy. Siêng Phênh băn khoăn tại sao có người khách Việt Nam chưa quen biết gì lại tìm đúng nhà mình. Từ ngày ra tù đến nay, ngoài thằng em kết nghĩa An Lém mình ra, có quen biết ai bên đó đâu. Siêng Phênh bật máy điện thoại gọi lại. Siêng khổm này, cháu có biết người đàn ông ấy tên chi không? Ông ấy giới thiệu sơ qua với cháu là họ hàng với An Lém thôi. Nghe đến hai tiếng An Lém khiến Siêng Phênh sửng sốt, gã nghi bụng chắc An Lém có mệnh hệ gì rồi. Hôm trước Siêng Phênh đã nhìn rõ, tận mắt, người An Lém sưng vù, có những lúc gã phàn nàn với cô con gái Chan Tha Lay. Cha thương thằng An quá, nhà nó khổ lắm, nó phải chạy sang đây nhờ cậy cha, nhưng trời chẳng thương nó, chắc nó về bên ấy thầy thuốc cũng bó tay. Vẻ mặt y tự nhiên biến sắc. Siêng Phênh chia tay, tạm biệt hai người bạn Thái, lái chiếc ô tô bán tải về trang trại gà. Dọc đường đi, gã cố giữ tay lái cho thật đầm, nhưng tim gã vẫn không hết hồi hộp. Người khách lạ ngồi một mình thu lu và lặng im như bức tượng đồng bên chiếc bàn gỗ đỏ đứa nhiều vân vàng được làm bằng rễ cây trông khá sành điệu. Nhưng khốn nỗi, phòng khách từ ngày thiếu sự chăm sóc của An Lém bụi bặm phủ đầy, mặt bàn trắng khủa, ngó lên trần nhà răng đầy mạng nhện, ba ổ tò vò như ba quả trứng vịt đang dính chặt vào xà nhà. Ngồi mỏi, đứng càng mỏi hơn, giáp lần thần dạo quanh nơi An Lém từng sinh hoạt. Dường như tất cả chưa có gì xáo trộn. Chăn màn trước khi ra về vẫn xếp gọn gàng, còn nguyên hai bộ đồ bảo hộ lao động treo lủng lẳng trên hai móc sắt. Phích nước, ấm chén, phin pha cà phê được xếp gọn trên một cái bàn gỗ mộc đặt gần vị trí giường ngủ. Tuy nhiên, giường chiếu lâu ngày không ai giặt giũ đã nổi nấm mốc xanh hơi mờ. Mọi chuyện này hầu như ít ai để ý, bởi cô Chan Tha Lay ngày ở trại gà tối về nhà riêng, còn Siêng Phênh thì thoát biến thoát hiện, nên y chẳng bao giờ đoái tâm đến công tác vệ sinh ở ngôi nhà này. Giáp đang thầm nghĩ, nếu mình được Siêng Phênh chấp nhận thay chân An Lém, chỉ trong một tuần lễ mình có thể cải tạo được môi trường sống ở khu vực nghi. Căn nhà ở sẽ rộn rã tiếng gù của cô gái, của họa mi hót, của giò phong lan treo trước cửa, bừng hoa thắm. Những dự định nho nhỏ nằm gọn trong tầm tay của Giáp. Giáp đã nuôi một mục tiêu ở đâu cũng vậy, phải cố gắng chiếm được lòng ông chủ ngay từ ban đầu. Muốn vậy, mình phải tự thiết kế ra những niềm vui nho nhỏ hàng ngày. Bỗng chiếc xe bán tải của Siêng Phênh đỗ đột ngột trước sân. Thằng Siêng Sổm reo to. Bác Siêng Phênh về rồi à? Ông khách nọ ngồi từ lâu trong nhà đang đợi bác đấy. Siêng Phênh bước vào nhà, chưa kịp chào hỏi ông chủ, thiếu tá Nguyễn Văn Giáp đã ôm lấy Siêng Phênh khóc hu hu. Bác ơi, chú An cháu mất rồi. Siêng Phênh hốt hoảng. Mừng răng chú ấy mất. Giáp mếu máo. An bị ung thư gan. Siêng Phênh nghe người khách lạ đưa tin dữ, mạch máu hai bên thái dương như muốn vỡ ra. Chiếc chìa khóa xe trên tay y đang cầm rơi tuột xuống nền nhà. Siêng Phênh rơi phịch xuống giữa nhà gào to. An, răng lại bỏ anh mà đi giữa. An ơi là An ơi. An bảo em về nhà ít hôm rồi sang, giữa mà chú đi luôn. Trước khi chú nhắm mắt, anh không được gặp chú. Trời ơi là trời. Siêng Phênh nằm lặng đi trên nền nhà một lúc, bọt mép y sùi ra, mặt mũi đỏ như gấc. Gần 30 phút sau, Siêng Phênh bắt đầu tỉnh táo ngồi dậy cạnh bàn. Giáp nhanh nhẹn lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi, lau nhẹ những vết bụi bẩn bám trên mặt và người Siêng Phênh. Giáp bình tĩnh đưa lại đôi giày, kéo lại đôi tất của Siêng Phênh vừa tuột ra khỏi chân. Một cử chỉ ban đầu của vị khách lạ khiến Siêng Phênh lấy làm ngạc nhiên. Siêng Phênh nhỏ nhẹ. Chú tên gì? Giáp trả lời. Dạ em tên Nguyễn Văn Đệ. Siêng Phênh hỏi tiếp. Chú có quan hệ họ hàng gì với chú An? Giáp chậm rãi. Mẹ em là chị ruột mẹ An, còn An với em là anh em con dì con già.
mẹ chú còn khỏe không? Cha mẹ em đều mất cả, ông bà lần lượt dắt nhau đi khi em mới lên 5 tuổi. Nghe người khách lạ thổ lộ vài điều khiến Siêng Phanh động lòng thương cảm. Y Hướng dẫn Giáp ra nhà vệ sinh, tắm giặt và gọi Siêng Khổm mua ngay một đõ xôi, một đĩa thịt lợn diêm để mời khách dùng bữa trưa. Chờ khách ăn xong, Siêng Phanh bèn bảo, anh có việc phải về gấp với bà xã trưa nay. Khoảng 2 giờ chiều, anh quay lại. Bây giờ chú vào phòng ngủ của thằng An mọi hôm, ngả lưng tí. Đi đường xa, chắc mệt lắm. Nói xong, Siêng Phanh phóng thẳng xe về hướng thành phố Viên Chăn. Đã hơn 11 giờ trưa, Giáp cảm thấy mi mắt nặng trịch như muốn díu lại. Nhưng anh không thể nào ngủ nổi trong căn phòng này. Khi giường chiếu thì ẩm mốc, bốn góc nhà lâu ngày, rác thì ổn ứ. Sẵn nhà tắm có đầy đủ nước máy, xô chậu, xà phòng, bàn chải giặt, anh cuộn hết chăn chiếu ra nhà vệ sinh, lần lượt ngâm vào chậu nước, vo chải từng cái một. Xong xuôi, anh đưa tất cả ra phơi trên chiếc dây thép dài trước căn nhà. Bữa nay sân đầy nắng lụa, Giáp mừng thầm, trời nắng đượm thế này, chắc sẽ mau khô. Mồ hôi Giáp tóa ra, nhỏ từng giọt tong tỏng xuống nền sân. Nhưng cái tính siêng công tiếc việc của anh đã ngấm sâu vào máu, nên càng dọn dẹp, anh càng cảm thấy thích thú. Anh lục cục, xách hai xô nước, đặt xuống bên chiếc bàn gỗ hình rễ cây. Giáp cuộn nùi rẻ thấm nước, hết đứng lại ngồi, hết lách trái rồi lách phải. Bàn tay cứ như con thoi luồn vào từng kẽ ngách, từng nét chạm, từ chân tới mặt ghế. Sau ba lần kỳ cọ, với màu nước đen bẩn như nước điếu cầy tiêu tan, trả lại một cái ghế bằng gỗ quý sang chảnh khác thường. Chưa hết, Giáp lại đánh trần lưng dọn sân dọn ngõ, kể cả mấy bụi cỏ dại mọc ở phía sau hồi, Giáp cũng nhổ sạch. Mồ hôi vẫn tiếp tục chảy đầm đìa trên tóc. Giáp chưa kịp lau thì Siêng Phanh tới. Y tủm tỉm cười và trách khéo. Trời ơi, ai bắt chú làm vậy? Chưa bầy gà còn biết chú nắng, thì người phải biết lên giường ngủ chứ. Giáp đỡ lời. Ở nhà cũng vậy, cái tay em khi mô cũng muốn tìm việc. Nếu em được anh cho ở lại đây, em sẽ biến cả khu trại chăn nuôi gà thành khu nhà xanh sạch đẹp. Siêng Phanh cười. Chú nói đùa hay nói thật, anh giữa? Giọng Giáp đằng thắng hơn. Em nói thật mà. Em sang đây vừa thông báo chuyện buồn của thằng An, vừa nghe lời nó ngỏ lời muốn anh giúp em thế chân nó. Em sẽ làm tốt mọi việc anh giao trong trại gà này. Thấy người khách này cao to đẹp trai lại xin tình nguyện ở lại nuôi gà với mình, Siêng Phanh thoáng vẻ hổ nghi. Biết đâu không phải là người nhà của An Lém thì sao? Lấy cái gì làm bằng chứng cơ chứ? Nghĩ vậy, Siêng Phanh dò xét.